Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Văn Mạnh đến từ kênh YouTube ThankYou.com. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số phương pháp để chúng ta có thể luyện nói tiếng Anh ngay ở trên chiếc điện thoại của mình các bạn nhé. Ngày xưa thì chúng tôi học tiếng Anh không có được nhiều lợi thế như các bạn bây giờ đâu. Ngày xưa nếu không có một môi trường để luyện tập thì đôi khi chúng tôi phải đứng nhìn vào gương tự nói chuyện với mình hoặc là tự mình lẩm nhẩm một số câu nói tiếng Anh và mình là người tự trả lời. Ngày nay thì các bạn có rất là nhiều điều kiện để chúng ta có thể luyện tập rồi, đúng không? Hiển nhiên, cách tốt nhất là bạn tìm cho mình một môi trường có người bản ngữ để bạn luyện đi luyện lại chúng ta hình thành phản xạ. Tuy nhiên thì do một số điều kiện, ví dụ như là dịch bệnh này, hoặc là một số bạn đến từ vùng sâu vùng xa chúng ta không có môi trường như vậy để chúng ta luyện nói, hoặc là bạn ngại, bạn chưa đủ tự tin để bạn tham gia những cái chỗ như vậy, thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể luyện nói tiếng Anh ở ngay trên chiếc điện thoại của mình các bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba cách để chúng ta có thể sử dụng trên điện thoại của mình chúng ta luyện nói tiếng Anh. Ok. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng LaBankey. LaBankey là một ứng dụng ở trên điện thoại. Mục đích chính của ứng dụng này là để chuyển từ văn bản, từ giọng nói của bạn thành văn bản. Tức là bạn không phải gõ bàn phím nữa, bạn chỉ cần nói và nó sẽ chuyển tất cả nội dung của bạn từ giọng nói sang văn bản, kể cả tiếng Việt hay tiếng Anh. Đối với LaBankey thì nó là một ứng dụng điện thoại, do đó bạn cài đặt giống như những ứng dụng khác, bạn vào CH Play hoặc là App Store để chúng ta tải về, thì bạn mở một cái trình duyệt bất kỳ hoặc là bạn mở một ô chat bất kỳ, Zalo hay là Messenger hay là ở đâu đó đều được. Bạn hãy để ý bên dưới, bạn cài xong nhá, ở bên dưới có một cái biểu tượng quả cầu vồng đấy, quả cầu đấy, quả địa cầu đấy, bạn nhấp vào đó. Bạn có thể chọn chế độ là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Nếu mà bạn muốn nói tiếng Anh thì bạn hãy chọn English. Rồi, sau đó bạn nhấp vào biểu tượng micro, bạn nói thôi và nó sẽ nhận diện giọng nói cho bạn. What are you doing Đó, bạn thấy rất là hay phải không? Nó sẽ giúp cho bạn không phải gõ bàn phím nữa, chúng ta gõ nó lâu hơn. Bây giờ chúng ta có thể nói tiếng Anh và nó sẽ nhận diện xem chúng ta nói là từ nào. I want to talk to you now. Ok, rất là mượt đúng không các bạn? Tuy nhiên thì LaBankey là một ứng dụng, nó giúp cho bạn có thể sử dụng trên bất kỳ một cái nền tảng nào mà cần, ở trên điện thoại của bạn mà cần viết chữ, bạn chỉ cần đọc nó có thể chuyển sang văn bản cho bạn nhé. Tuy nhiên thì nó là một ứng dụng mà hỗ trợ có nghĩa là bạn nói không đúng 100%, nó vẫn cố gắng nó đoán và nó chuyển sang văn bản cho bạn. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ứng dụng khác, đó là ứng dụng Google Assistant. Cách thứ hai là Google Assistant. Các bạn thấy LaBankey á thì bạn sẽ phải tự nghĩ ra câu nói tiếng Anh bạn nói, đúng không? Và app nó sẽ nhận diện nó chuyển sang văn bản cho bạn. Còn Google Assistant thì bạn sẽ giống như có một người trợ lý nói chuyện với bạn vậy đó, nó sẽ hay hơn là LaBankey ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở Google Assistant lên nha. Google Assistant thì các bạn hoàn toàn có thể cài trên điện thoại của mình đúng không? Cách cài thì giống như chúng ta hay cài Zalo hay là Facebook hay là những ứng dụng khác. Nếu trên điện thoại iPhone thì bạn vào App Store đúng không? Còn trên Android thì bạn vào CH Play. Ok, bây giờ tôi đã cài rồi nên tôi gõ Assistant này. Đó. Rồi chúng ta mở ứng dụng Google Assistant lên. Nếu mà bạn mới lần đầu cài nha, nó chưa chuyển sang chế độ tiếng Anh, thì bạn hãy để ý phía trên điện thoại của mình bên phải có một cái hình ảnh đại diện đấy. Lệnh tìm kiếm cho ra kết quả sau đây. Đó, chúng ta nhấp vào đó rồi chúng ta chuyển sang tiếng Anh nếu chúng ta muốn nói tiếng Anh. Rồi bây giờ tôi sẽ nói chuyện với nó nha. Hello Google. Hi, how can I help you this afternoon? How are you today? I'm fine. You're very kind to ask, especially in these tempestuous times. Ok, như vậy bạn thấy tôi nói chuyện với nó và nó trả lời lại, đúng không? Chúng ta có một trợ lý ảo để nói chuyện với chúng ta. Chúng ta có thể ra lệnh cho nó. Ví dụ chúng ta hỏi về thời tiết như thế nào là nó trả lời này. What is the weather like today? It'll be partly cloudy with a high of 75 and a low of 60. Ok. Right now it's 74 and mostly sunny. Đó, bạn có thể hỏi đường hoặc là
Hỏi xem là có nhà hàng nào gần đó ở đây không? How can I get to the airport? The best way to get to Tho Son Airport by car is via Quoc Lo 10 and Quoc Lo 47 and will take about 1 hour and 42 minutes. Ok, hướng dẫn rất là chi tiết đúng không các bạn? Đi bằng cái gì hết bao nhiêu cây? À, đúng không? Can you tell me a joke? Why shouldn't you write with a broken pencil? Because it's pointless. Ok, các bạn thấy không? Tôi yêu cầu nó là hãy nói cho tôi một câu chuyện cười, nó cũng làm được điều đó nữa. Vân vân, bạn có thể sử dụng Google Assistant giống như một người trợ lý để giúp bạn nói chuyện tiếng Anh. Tuy nhiên thì Google Assistant và LabanKey nó đều có một điểm yếu, đó là nó là những ứng dụng hỗ trợ người dùng. Hỗ trợ người dùng có nghĩa là mục đích của nó không phải là để giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn. Thành ra khi bạn nói đấy, bạn nói chưa đúng 100% hay là bạn nói không chuẩn như người bản ngữ thì nó vẫn cố gắng nó đoán ra xem bạn nói gì để nó tương tác với bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một ứng dụng khác mà tôi nghĩ nó là mục đích của nó là để cho bạn nói tiếng Anh tốt hơn và chuẩn hơn, và nó tốt hơn hai ứng dụng này. Đây, chúng ta hãy cùng nhau xem ứng dụng này nhé. Ứng dụng này là Easy Class. Như vậy Easy Class cũng là một ứng dụng ở trên điện thoại của các bạn thôi. Bây giờ tôi sẽ mở ứng dụng Easy Class lên các bạn nhé. Đó. Thì trên Easy Class này nó hỗ trợ rất là nhiều độ tuổi khác nhau, từ 3-4 tuổi này cho tới lớp 12. Lớp 12 tức là 18 tuổi đấy. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Easy Class để chúng ta luyện nói tiếng Anh. Đối với những bạn mà mới đấy thì chúng ta chỉ cần chọn cái trình độ cho các bạn 3-4 tuổi, 5-6 tuổi cho tới lớp 1 hoặc là tới lớp 5 thôi nhé. Còn nếu mà các bạn chọn các chương trình lớp lớn hơn ấy, ví dụ lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì đôi khi sẽ có những cái từ vựng nó bám sát theo sách giáo khoa những cái lớp đó và bạn còn không nhận ra đâu. Nên bạn đừng coi thường những cái trình độ tiếng Anh của dành cho các bạn lớp 3, lớp 4, lớp 5 hay là 3, 4 tuổi, 5 tuổi nhé. Có rất nhiều từ vựng đôi khi bạn không biết đâu. Ok. Và thực tế trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày đấy, chúng ta nói những cái câu cơ bản, những câu thông dụng rất là nhiều đúng không? Rồi bây giờ bạn sẽ vào bạn chọn một cái lứa tuổi bất kỳ, hoặc là đặc biệt bạn có con nhỏ, bạn có thể luyện cùng con của mình. Ví dụ tôi chọn 3, 4 tuổi này. Sau đó đối với mỗi độ tuổi chúng ta lại có rất nhiều quyển sách khác nhau đúng không? Tôi sẽ chọn một quyển sách và tôi nhấp vào bắt đầu. Đó. Thì chúng ta sẽ vào chỗ hội thoại nhé. Bạn nhấp vào hội thoại. Rồi. Trong mỗi cái hội thoại như thế này chúng ta lại có rất là nhiều bài khác nhau đúng không? Chúng ta sẽ chọn một bài nào đó. What is this? Ok, đây là một ứng dụng mà giống như một người đang nói chuyện với bạn. Nó sẽ nói và mình sẽ trả lời. Như vậy nó hỏi what is this? Là cái gì đây? Sẽ có 3 đáp án mà bạn có thể dùng để bạn trả lời. Đó, đánh dấu là số 1, số 2, số 3. Bạn, nếu bạn muốn nghe xem 3 đáp án này đọc như thế nào để tí nữa chúng ta đọc lại cho đúng, cho giống, thì chúng ta nhấp vào biểu tượng cái loa nha. This is a pencil. Đó. This is a car. Ok, bây giờ bạn nhấp vào biểu tượng micro, bạn nói. Bạn nói theo đáp án nào cũng được, nó tự nhận diện và nó tương tác với bạn. This is a pencil. What's your name? Khi bạn nói đúng đấy, thì nó sẽ hiện màu xanh hết câu nói của bạn và nó sẽ tự động nó hỏi bạn một câu hỏi mới. Bạn vẫn có thể nhấp vào biểu tượng cái loa để bạn nghe và bạn nói lại đúng không? Hoặc là bạn không cần làm điều đó, bạn có thể bỏ qua, bạn nhấp trực tiếp vào biểu tượng cái mic để bạn nói luôn. My name is Ben. Who is it? This is my dad. This is my dad. Hello, Tony. Hello, Jack. Is this a chair? No, it is a bike. No, it is a bike. Is this a ball? Ok, bạn thấy hay không? Giống như chúng ta có một cái người trợ lý ở nước ngoài là người bản ngữ nói chuyện cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta nói xong nó còn cho chúng ta biết là chúng ta nói có đúng hay không, bị sai ở chỗ nào. Chỗ nào sai nó sẽ hiện màu đỏ lên các bạn nhé. Ví dụ nha. No, it is my door. Not bad. Đó, thì chỗ nào mà chưa đúng ấy thì nó sẽ hiện màu đỏ lên. Được không các bạn? Ok. No, it is a door. Ok,
xong chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được cộng điểm và nó sẽ hiển thị rõ cái số điểm mà chúng ta nhận được lên. Sau này bạn được nhiều điểm, bạn có thể sử dụng chính những cái điểm số của bạn này, bạn đổi lấy những món quà ở trên app này. Ví dụ như bạn đổi lấy loa Bluetooth này, đồng hồ đeo tay này, hoặc là những cái vật dụng khác. Trên này thì có rất là nhiều bài, bạn có thể chọn những bài khác nha. Ví dụ, it is cute. What is his name? Is this your bike? Yes, this is my bike. Hello, Anna. Hello, sister. I love you. I love you, Dad. What is this? This is my truck. Ok, khi mà bạn nói một câu nói nào đó mà có chỗ bị sai, nó sẽ hiện màu đỏ lên. Và nếu bạn lặp đi lặp lại 2-3 lần gì đó mà vẫn còn sai thì ứng dụng nó sẽ tự hiểu là à, chỗ này bạn đang gặp khó, bạn đã cố gắng rồi nhưng mà bạn không vượt qua nó được. Nó sẽ hỏi là bạn có muốn bỏ qua câu hỏi này không? Nếu mà bạn muốn thì bạn nói là yes. Nếu bạn không thì bạn nói là no. Nếu bạn nói yes thì nó sẽ chuyển sang câu mới. Nếu bạn nói no thì nó sẽ tiếp tục hỏi lại để cho bạn luyện nói bằng ra câu đó thì thôi. Tức là nó không bắt buộc bạn là phải lúc nào cũng phải đọc đúng thì nó mới chuyển sang câu tiếp theo. À, bạn thấy hay không? Như vậy chúng ta không bị áp lực là lúc nào chúng ta cũng phải hoàn hảo. Có những chỗ chúng ta không cố gắng được thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ qua. Sau này chúng ta luyện lại không sao hết, đúng không? Ngoài ra thì ở trên ứng dụng này, trước khi vào luyện hội thoại, bạn có thể nhấp vào chỗ từ vựng. Bạn luyện theo từng bài. Chúng ta có thể luyện từ vựng trước, sau đó chúng ta vào chúng ta luyện hội thoại cho đỡ bị ngập. Ví dụ. Đó, thì đối với mỗi ứng dụng thì nó có cả phiên âm cho các bạn xem phiên âm này, nó có cả nghĩa cho các bạn xem nghĩa này, và nó có cả ví dụ để cho các bạn xem ví dụ cho hiểu, đúng không? Và hiển nhiên bạn có thể xem khẩu hình của người bản ngữ nói như thế nào. Bạn nhấp vào chỗ khẩu hình. Sau đó bạn nhấp vào biểu tượng cái micro, bạn nói và nó sẽ chấm điểm. Ball. Ok. À, chỗ nào đúng, chỗ nào sai, các thứ nó cũng chỉ rõ cho các bạn, đúng không? Như vậy ở đây 100% hay là màu xanh hết ấy, thì có nghĩa là bạn đọc đúng hết. Car. Car. Đó. Chỗ nào mà không đúng á, thì nó sẽ hiện màu đỏ lên để cho các bạn chú ý, để các bạn sửa nhé. Như vậy bạn thấy này, ứng dụng này rất là hay, đúng không? Bạn vừa có một cái trợ lý để nói chuyện với bạn, người đó lại giúp cho bạn sửa lỗi tiếng Anh, sửa phát âm tiếng Anh. Và thông qua những cái câu hội thoại như thế này này, bạn còn cải thiện được từ vựng của mình nữa. Tại vì bên dưới của mỗi câu tiếng Anh thì chúng ta đều có câu tiếng Việt và nghĩa của nó. Ví dụ bạn sẽ biết là pencil là bút chì, đúng không? Book là quyển sách, car là chiếc xe hơi. Như vậy bạn thấy Easy Class nó tốt hơn Labanki và Google Assistant rất là nhiều, phải không bạn? Tuy nhiên thì đây, do đây là một ứng dụng có phí, tức là chúng ta phải mua để sử dụng, nên là nó có nhiều tính năng ưu việt hơn các bạn nhé. Thì chi phí của ứng dụng này nếu mà tính ra thì cũng không quá đắt. Mỗi ngày chúng ta chỉ có thể làm mất một vài ngàn thôi, đúng không? Nửa ly cà phê hay gì đó là chúng ta có thể luyện tập cả đời rồi. Nó rất là rẻ. À, nên là các bạn biết đấy, thankyou.com là nhà phân phối chính thức của Easy Class tại Việt Nam. Do đó, nếu bạn muốn mua ứng dụng này, đăng ký ứng dụng này để bạn luyện tập, thì bạn có thể nhắn qua số Zalo 0362151086 hoặc là 0965486015 các bạn nhé. Hiện tại bạn mua ứng dụng này thì bạn sẽ 10 người mua đầu tiên, 10 người đăng ký đầu tiên đấy, sẽ được tặng khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người online, cho người chưa biết gì hoặc là hoàn toàn mất gốc của thankyou.com, trị giá là 1.399.000. Các bạn nhớ nhắn tin qua số Zalo 0362151086 hoặc là 0965486015 để chúng ta đăng ký nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video bài giảng này. Mình nói bài giảng nhiều quá, thành ra giảng bài nhiều quá, bây giờ lúc nào cũng bài giảng đó. Sorry các bạn nhé. Bạn hãy liên hệ số Zalo 0362151086, 0965486015 để chúng ta đăng ký nhé. Còn nếu bạn vẫn chưa đăng ký kênh YouTube của thankyou.com thì bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở bên dưới đây chúng ta đăng ký, bật cái chuông lên. Sau này có bài giảng tiếng Anh nào mới bạn sẽ nhận được thông báo. Ok, chúc bạn học tốt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những
video tiếp theo. Bye bye.